Hiện tại thì em đang đứng trên trục đường D1 của khu đô thị mới Bình Nguyên thuộc phường Bình An, thành phố Giang. Vâng, xin chào toàn thể quý anh chị. Hôm nay thì em giới thiệu với quý anh chị tham khảo một lô góc hai mặt tiền nằm trên đường D1 và đường N1 của khu đô thị mới Bình Nguyên anh chị. Và đây chính là lô góc anh chị. Lô góc này thì có bề ngang 8m và chiều sâu là 20m anh chị. Phía trước đó là đường N1 anh chị. Đường N1 thì có bề rộng là 12m. Phía bên này là đường D1 có chiều rộng là 24m nha anh chị. Lô góc này thì có tổng diện tích là 147,5m2. Có bề ngang 8m và chiều sâu là 20m nha anh chị. Mặt phía bên này là sở hữu mặt tiền đường D1 nha anh chị. Còn mặt bên này thì sở hữu mặt tiền đường N1. Đường D1 này thì có bề rộng tới 24m này nha anh chị. Ở vỉa hè cây xanh, ở đây thì điện âm nước máy. Và từ vị trí của lô đất thì mình di chuyển ra siêu thị Bixi chỉ tầm 5 phút thôi. Và di chuyển về bến xe miền Đông mới cũng khá là gần anh chị. Các tiện ích xung quanh cũng rất là đầy đủ ạ. Ở đây đặc biệt hơn nữa đó là liền kề sát bên, đó là làng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Và khu đô thị mới Bình Nguyên thì nằm trên trục đường Thống Nhất của phường Bình An, thành phố Di An anh chị. Ở trên con đường này thì có chung cư LDG của Đất Xanh, rồi chung cư Hưng Thịnh, chung cư Bacon cũng đang xây dựng nhanh chị. Về sau thì ở đây rất là sầm uất luôn nhanh chị. Hiện tại thì dân cư ở cũng khá là đông rồi anh chị ạ. Mật độ xây dựng ở đây cũng cao rồi ạ. Ở đây hiện tại thì không khí trong lành và ở cũng khá yên tĩnh nhanh chị. Hiện tại thì mức giá cho lô đất này là 8 tỷ 850 triệu và có thương lượng chính chủ nhanh chị, hỗ trợ ngân hàng từ 70 đến 80%. Quý anh chị quan tâm thì để lại thông tin để em tiện liên hệ và tư vấn chi tiết cụ thể hơn ạ. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi hết video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo ạ.